Dạ. Chồng của người Tàu á. À, chồng của người Hoa ha. Đúng rồi. Dạ. Xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Khán giả ở đây cô ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây viếng cậu Nam Vũ Linh là cúng mùng 5 tháng 5 của chú anh chị. Nó phải đúng như vậy. Mấy này đấy cô quên mua cái túi á. Cái trò đừng có để cát không có tốt. Mà nãy cô quên mua cái đó rồi cho nên cái lưu hương á. Lưu hương để cát không tốt. Để cát không tốt vậy cái trò phú phú. Dạ. Cho hả cô ha? Cái cho vậy cho á. Cắm người ta cắm sợi ta. Đừng đứng quanh mà cô. Dạ. Cô đang trốn còn cô đi á. Dạ. Cái cho á để cho cái lưỡi hương nó tốt hơn. Còn giờ này anh đem lên đây nha. Nó mềm mà đấy mà nó tốt. Em đem lên. Mới lại để vô á đừng lấy tay thật lại xuống. Không tốt. Đây cô chú anh chị mình đi ra mộ con Nam Vũ Linh ha. Đây anh Ngọc đang bưng bưng ra cả nhà ơi. Trời nắng mà vẫn còn khán giả ha. Để xuống không? Thôi. Cô khán giả nào vậy? Mình nhớ của ai không? Dạ chị ơi. Chị, em BD đi được không? Em phụ nữ rồi đi được. Không nhưng mà BD đi được. Em chút xíu lại được đông đi với để thôi. Nó cô chú anh chị ơi. Thì cô ở thành phố Hồ Chí Minh cũng mùng 5 tháng 5 cho cậu Năm. Thường là cũng mùng 5 thì có sao chị chị ơi. Chị mời cái gì đó mời cô bác anh chị vô ăn dùng cơm chay nặng thỉnh lộc của đúng cậu rồi. Luôn hay. Cái này hay đúng không đó viếng mộ cậu vô ăn cơm chay nặng thỉnh lộc của cậu luôn dạ, cô dạ, bác anh chị dạ. Ơi mời như rau hàng như mời như rau bán hàng vậy mãi vô phải mời vậy đó dạ. Trời sao cái tay của em nó dính hết rồi. Cái đó nông công thì là cái xe của bác nói. Hello, ốc tiêu. Dạ, chào anh. Chứ lúc đầu thấy Bì lóc ốc tiêu. Đây cả nhà. Ở Củ Chi hả ta? Dạ, chỗ nào vậy? Đây là cái gì ta? Cơm rượu, bánh cho, trái cây. Là tái chợ tăng phú trung bị vô hả? Chị đi ông em dắt đi nè. Ông này ông phải con gái đâu. Đàn ông dắt đi mà sợ. Đàn ông mới sợ. Trong đây chùa chiền không mà không phải làm bậy đâu. Làm bậy. Ông có làm cũng lợi tôi đâu ha. Quá tuyệt vời. Rồi xong. Anh nấu vàng bữa nay bị dập rồi. Anh nấu vàng bị dập rồi. Không bữa bà đi vô nhập vô còn làm không lại em nữa. Nó thấy với bộ mấy cái bà gì nhập vô mà nói lộn tên lộn tuổi từ lưa chưa vậy. Biết luôn, không biết tên cha luôn. Không biết tên mẹ luôn. Bia đưa không uống. Không, cậu năm là ghiền bia mà đưa bia không uống. Không mà được. Bỏ tài. Không biết tên đến từ đâu nha. À đồng khám. Dạ chào chị. Ở quê á. Em lên trên này cháu em nấu cháu đi đó. Quê chị ở đâu? Ở dưới Cần Thơ. Cần Thơ. Em mê của năm trời ơi, cái lương nào mất rồi làm mất cái lương coi sao thôi. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ở đâu? Ông mất rồi coi, tao nói bỏ gì ra, ông coi YouTube mà coi con hoài, coi suốt luôn lên đó mình coi. Trời nắng nôi mà bà con cô bác vẫn thích. Chị ơi, ở mình có dù bên đó đó, mình có đứng lâu thăm mộ cậu mình lấy cái dù mình che nha. Bên đó dù nhiều lắm. Rồi, cho em mượn cây anh lấy cây khác đi. Đó. Dạ đúng rồi. Kênh Tài 66 Vlog. Ừ. Mình Cần Thơ ở chỗ nào chị? Tài 66. Ô Môn à. Ô Môn thì em chưa đi tới, em tới thành phố Cần Thơ thôi. Khoảng 2 năm trước thì em hay về Cần Thơ.
em đi học ở dưới á. Lên trên nè, để anh mẹ em trên này nè. À, đúng rồi, đăng ký ủng hộ ha. Rồi, cảm ơn. Cháu hả? Vậy hả? Vậy hả? Rồi, em ở đâu? Em ở bên Bình Mỹ Củ Chi. Bình Mỹ Củ Chi. À, quá quý. Chị là từ Cần Thơ lên luôn. Rồi, có chị. Coi ở dưới quê mà coi, mở điện thoại coi ta nói nha. Coi là xuống luôn, đeo cậu Năm mà mất là keo xuống. Chị có gặp cậu Năm ở ngoài lần nào chưa? Dạ, thì gặp ở dưới quê, sao gặp? Mà sao mà... Tại sao mà thương? Mê nghệ sĩ ha. Thăm mộ cậu mà nghe. Dạ, phải nói quá. Cậu Năm với Vũ Linh Tài Linh đó. Trời dạ. Là coi ổng mất là coi cái lương ổng không, cái lương Vũ Linh Tài Linh đó. Dạ, mê. Dạ. Sao mà chị mà sao như chị nghĩ thì sao mà cậu Năm có một cái tài gì mà sao bà con vẫn còn đến viếng lâu như vậy chứ ha? Theo như chị nghĩ thì cậu Năm có cái gì không? Giỏi. Giỏi. Cậu Năm tốt. Dạ. Hát hay ha, diễn giỏi ha. Có đức, có tài. Dạ. Mình thích thôi. Mê vậy nghệ sĩ mà nếu nghệ sĩ có mê như Phi Nhung vậy đó. Mê như Phi Nhung. Phi Nhung coi là xuống luôn. Dạ. Coi tới chừng qua hay được Vũ Linh bắt cần cái là đeo quay qua tới coi Vũ Linh. Vậy hả? Lúc trước là hay coi chị Phi Nhung ha. Phi Nhung không có những nghệ sĩ làm thích lắm. Dạ. Nhưng tại nghệ sĩ nào mắt thấy cái tên nghệ sĩ có tài quá. Dạ. Nổi. Dạ. Dạ. Phi Nhung cũng vậy trời ơi. Tốt quá trời. Dạ. Nghiệp kiếm mất. Phải nói là phải nói là cậu Năm là một người sống có tài đức vẹn toàn. Bà con cô bác ở đâu cũng thương mến. Từ Nam ra Bắc luôn, nói chung là khắp mọi miền đất nước, thậm chí nước ngoài. Sáng nay Việt Kiều về rất là nhiều. Rất nhiều. Dạ. Đài Loan nó về nhiều lắm. Dạ. Bữa nay bên Đài Loan ta cho về thăm cậu Năm. Dạ. Mùng 5 tháng 5. Dạ. Hôm nay về ăn mùng 5 tháng 5. Bữa nay mùng 4 rồi. Ngày mai mùng 5. Dạ. Đúng rồi. Cái này sao gì Năm cũng được đi thăm cũng chị ấy à. Chứ em thì không... có hay coi cậu Năm Vũ Linh hát không? Không. Không. Dạ. Gì mê quá thì mê... chở về qua đây. À. Dạ. Đi làm thôi. Tuổi trẻ thì chắc dạ. Có lẽ là không thích cải lương ấy. Nhưng mà em có thích cải lương không? Có hay nghe không? Không có nghe nhiều. Không nghe nhiều luôn. Ở nhà có ông ngoại nghe nhiều. Không. Ừ. Dạ, nhưng mà có gì thì lại thích nghe ha. Dạ, dạ. Em mê dữ lắm. Dạ. Chứ như là em mê nghệ sĩ ha, là thôi coi điện thoại tới mời mấy. Dạ. Coi Vũ Linh nha, tới thì Vũ Linh mất. Cậu Vũ Linh mất, ta thấy vô bụng coi rồi cái thấy tội nghiệp khóc con chồng nghe thấy. Áo làm dựng điện thoại. Vậy hả? Coi tới nỗi từ sáng tới chiều chưa vô bụng vẫn còn coi. Vô mụn ngủ mà coi dạ. Mà tao nói ngủ gục rất là nó xuống rớt rồi đó dạ. Coi coi nữa. Coi là có nghĩa là coi cậu hát hay coi tụi em quay ở đây? Coi mấy cái chân là cậu Năm từ ngày cậu mất thấy không tao hoài. À có nghĩa là coi tụi em quay ở đây đó không? À, dạ. Diễn biến sao phải không? Dạ dạ, theo dõi vậy đó, theo dõi. Dạ. Theo dõi từ ngày cậu mất ở nhà rồi đám tang rồi đi chôn rồi tới theo dõi lại cái này suốt tới giờ vẫn còn theo dõi. Dạ. Em nói ước ao gì trong mình ở dưới quê, em nói ước ao gì trời hay gì được mình có dịp nào mình đi lên tới chở mình thăm. Dạ. Sao nói gì khiến gì lên đây đó gần nhẫn nói con dạ. Kể gì Năm đi. Vậy hả? Trời lại tới đây mừng ghê. Vậy hả? Trời ơi. Nói chung là ước ao đúng không? Dạ, ước ao gì dạ. Đâu. Cậu Năm xui khiến đó. Dạ, em nói em mê nghệ sĩ trời. Nhiều khi mình muốn mà không được nhưng mà nó có sự may mắn. Dạ. Xui khiến. Dễ gì ước dạ. Gì em nói cho ước gì mình được mình đi được tới chỗ đó rồi mình lại mình, dạ. Mình thăm nghệ sĩ thăm cậu Năm được. Dạ. Mê cậu mà trời. Dạ. Nói gì mình nói thì nói vậy thôi nhưng biết chừng nào được mình dạ. Đi được tới chỗ mà thăm. Cái gì mà nó chạy dữ vậy trời. Nói vậy sao xui khiến nhỏ đó con dạ. Chạy Năm đi. Dạ. Rồi em cảm ơn chị ha. Em chúc chị sức khỏe. Cảm ơn chị đã chia sẻ những thông tin rất là hay. Chúc chị nhiều sức khỏe. Hôm nay đi viếng được cậu Năm rồi thì hy vọng là cậu Năm sẽ phù hộ mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn ha. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn em ha. Dạ. Đứng sát vô gì che cho nó mát. Chị lấy cây dù đó che cho mát chị. Dạ. Cô rất là dễ thương. Cô rất là dễ thương. Cô rất là dễ thương. Đó. Thì ở phía phía đây thì cả nhà thấy là có khán giả tới tặng một thùng Mirinda nè, trái cây nhang đèn đầy đủ của chú anh chị. Đặc biệt ở bên đây thì có cơm rượu nè, bánh cho nè, trái cây nè. Những cái món ăn này là món ăn trong ngày mùng 5 tháng 5 là cô chú anh chị muốn đến đây viếng cho cậu Năm là coi như ăn cái mùng 5 tháng 5 sớm. Bữa nay mới mùng 4 thôi, ngày mai là mùng 5. Đó, cả nhà thấy là bà con cô bác mình thương cậu Năm dễ sợ không? Sợ cậu Năm buồn nên đã xuống đến đây ăn mùng 5 tháng 5 với cậu á. Ngày mai mới đông. Dạ, ngày mai đông ha. Ngày mai mùng 5 năm ở đây. Ngày mai là em đảm bảo là bởi cơm. Chị mới biết là ngày mai thế nào cũng đông nên bữa nay chị dạ. Tranh thủ chị đi sớm. Dạ. Dạ. Ngày mai là ngày mai đông lắm. Ngày mai đi nữa đi. Thôi. Ngày mai là cơm rượu với lại bánh cho là thôi tấp nập luôn. Lấy thiêu lên đây hả? Chị đi không nổi đâu. Dạ.
Ờ, Bình Dương nè, Bình Dương mà Phú Mới chứ bộ. Đi nổ đâu tên tới 30-40 cây lận chứ đâu phải là nó ít đâu. Thôi thì có lẽ là em xin chào cô chú anh chị, tạm biệt cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương em cũng như là ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Và em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.